Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trân trọng giới thiệu tới các bạn một sản phẩm mới, đó là chiếc giường kéo giãn cột sống. Như các bạn quan sát đây, đây là hình ảnh của chiếc giường. Chiếc giường kéo giãn cột sống này sẽ hỗ trợ điều trị các bệnh lý về cột sống như đau mỏi cột sống lưng, cột sống cổ do chèn ép dễ thần kinh bằng phương pháp kéo giãn. Với tổng thể chiếc giường dài khoảng 2m và phần đệm dài khoảng đâu đó khoảng độ 55 và bề cao khoảng 55 cm. Với chất liệu được làm bằng khung thép sơn tĩnh điện rất bền, đẹp, chắc chắn. Phần da đệm là chất liệu là đệm PU mềm mại và chắc chắn. Đặc biệt đó là hệ thống đai may rất chắc chắn bằng các hệ thống dây và chất liệu là da. Đó, có đai vùng hông, đai vùng ngực, đai vùng chân và đai vùng cổ. Đặc biệt ở chiếc giường này đó là hệ thống điều khiển cảm ứng lực tích hợp rất thông minh và rất hiện đại bằng hệ thống bảng điều khiển đây, tích hợp để các bạn có thể điều chỉnh được cân nặng, thời gian kéo và thời gian nghỉ ngơi quãng. Đây là điều khiển thứ hai, đó là điều khiển về chế độ nâng hạ đầu, đó để có thể sử dụng trong các trường hợp bệnh lý cần điều chỉnh cuộc sống hay những bệnh lý mà bệnh nhân bị gù vẹo cuộc sống cũng có thể chỉ định phương pháp kéo giãn để điều trị. Và phụ kiện tinh giản tiếp theo đó là chiếc thảm đá. Đây là chiếc thảm đá nóng có tích hợp các viên đá tự nhiên được gắn trên này, được may bằng đệm da rất chắc chắn, có điều khiển chế độ và chế độ nhiệt khác nhau khi sử dụng, đó rất dễ dàng để sử dụng trong những trường hợp mà bệnh nhân trước khi kéo giãn để chúng ta làm mềm cơ vùng lưng hay cơ vùng vai gáy để kéo giãn được hiệu quả hơn. Và sau đây xin mời bạn vào để làm lên, các bạn thấy được hình ảnh hết sức là trực quan khi sử dụng. Các bạn quan sát đây, sau khi bệnh nhân nằm lên, chúng ta đeo đai vùng hông, vùng ngực để kéo giãn cột sống lưng, đai vùng chân, các bạn quan sát rất chắc chắn, đảm bảo rằng khi trước khi kéo giãn thì các bạn căng đeo các phần đai này là dây phải căng hết. Và chúng ta đi vào điều khiển trong trường hợp mà bệnh nhân các bạn muốn kéo trong tư thế là nâng đầu như cần nâng chỉnh cột sống hoặc hạ xuống như này, đó thì các bạn điều chỉnh bằng điều khiển, sau đó các bạn sử dụng điều khiển trên bảng tích hợp điện tử này, đó hàng trên này, đó là tích hợp là cân với nguyên tắc kéo của cột sống lưng là không quá 2/3 trong cơ thể. Thì trong trường hợp này tôi có thể kéo lên đồng chí này, bạn kỹ thuật viên này là khoảng 80 kg, chúng ta kéo có thể là không quá 2/3 hoặc chúng ta kéo ở mức an toàn là dưới 1/2 là 40 cân. Trong trường hợp tôi kéo khoảng độ 25 cân thì các bạn thấy được. Và các bạn cài đặt thời gian, đây là phần dưới hàng dưới, đó là thời gian, tổng thời gian kéo cả một lộ trình, và thời gian phía dưới này, hàng dưới đây là thời gian để nghỉ ngơi quãng, có thể 1 phút, 2 phút, thông thường là 1 phút. Và chúng ta đi vào bắt đầu kéo, các bạn bấm nút khởi động, đó các bạn quan sát đây, đó kéo rất êm ái và từ từ với tốc độ là 10 mm/s, rất êm ái và cột sống cổ, cột sống lưng sẽ được kéo giãn như các bạn quan sát đây, đó sẽ dừng lại ở cái mức 25 cân, bộ cảm ứng lực sẽ tự động điều khiển đến 25 cân và khi đai lỏng thì tự động dừng sẽ kéo tiếp để lấy lại cái lực kéo giãn mà đã bị mất do đai lỏng, hoặc là các bạn khi bệnh nhân mà nhúc nhích làm lỏng đai, đó với một lộ trình kéo khoảng từ 20-30 phút tùy từng bệnh nhân hay tùy từng tình trạng bệnh lý mà các bạn có thể chỉ định cho khách hàng của mình.
và sau một lộ trình 30 phút chiếc giường sẽ tự động thu ngắn lại, kết thúc lộ trình. Hoặc trong những trường hợp khẩn cấp các bạn có thể bấm nút này, đó là tự động chiếc giường sẽ thu ngắn lại. Đó, sau đây tôi xin lắp cái đai cùng cột sống cổ để các bạn thấy được sử dụng cũng rất tiện ích. Khi sử dụng là đai cùng cột sống cổ, các bạn lưới tháo hết cái đai cùng ngực ra. Đai cùng ngực là nối lực để cho đai cùng gông khi tôi giãn cột sống lưng. Còn khi các bạn cột sống cổ, các bạn lưới đây mà các bạn chỉ việc đeo chiếc đai này ở phía đầu của bệnh nhân cũng rất đơn giản. Đó, và sau khi đeo đai chắc chắn xong, các bạn tiếp tục điều khiển hệ thống ở trên bàn điều khiển này. Với nguyên lý kéo của cột sống cổ thì trọng lượng không quá 1/4. Trong trường hợp bạn 60 cân chẳng hạn thì chúng ta kéo không quá 15 cân. Và tôi test cho các bạn thấy được, đây tôi đang kéo lúc 10 cân. Và cài đặt tiếp thời gian, tổng thời gian và thời gian nghỉ ngắn quãng. Và chúng ta vận hành như các bạn quan sát thấy. Và chiếc giường này được kéo giãn này, đai vùng hông sẽ giữ nguyên và đai vùng cổ sẽ được đai vùng hông sẽ chuyển động cùng phía dưới được kéo giãn ra và đai vùng cổ giữ nguyên. Đó, trên bàn điều khiển này chống lực sẽ lấy đủ đúng 10 cân mà chúng ta đã cài đặt. Và kết thúc một lộ trình kéo thì chiếc giường sẽ tự động rút ngắn lại. Sản phẩm là rất thích hợp để trang bị trong các bệnh viện, trung tâm vật lý trị liệu phục hồi chức năng, hay để cho các bạn để điều trị các bệnh lý cột sống như cột sống cổ, sống lưng bằng phương pháp thư giãn. Quý vị các bạn có nhu cầu về sản phẩm này, hãy liên hệ chúng tôi theo số điện thoại hoặc đường link về trang web. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mời các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thường xuyên những sản phẩm mới, những sản phẩm hữu ích cho sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.